Rồi ví dụ như cái phần cửa sổ mình cứ đi á, thì chúng ta canh từ đây qua nè, ví dụ mình làm cái từ đây nha, mình trừ khoảng 100 ha, trừ khoảng 100 thì mình lên đây khoảng là 2,2 m làm cái cửa đi ha. Rộng khoảng là 1,2 m. Mà xuống đây đó, thì cái khu vực này là dành cho cái cửa đi nha. Thì bên đây cái cửa sổ, thì cái thước của nó thì chúng ta đo từ đây là ví dụ đo từ đây đến đây thì tầm là 2,5 m ha. 2,5 m thì lấy cái trung điểm của nó nè, trung điểm của nó thì cái nó cao quá thì nó cách thông thường cách cái từ sàn lên á thì cái cửa sổ nó cách tầm 900 tương đương 1 m, thì ta cho nó 1 m đi ha, 1 m thì ta cho cửa cửa sổ rộng cỡ 1,2 m hoặc 1,4 m gì đó ha, 2 hay 2 hoặc 1,4 m gì đó, thì ví dụ chúng ta cho là 1,4 m đi. Bây giờ canh thử là ok rồi, bạn Minh Sang học bằng điện thoại rồi. Ok rồi, làm ở nhà cũng được rồi. Chúng ta cắt từ đây qua là tầm cỡ là 700. Rồi nó lên cao thì nằm tầm ở đây nha. Đây này tầm 1,4 m. Đó, nó chống hàng cho mình luôn nha, vẽ ra như vậy. Đó, lên tầm 1,4 m nè. Nè, rồi mình xong mình xóa mấy cái nét này đi. Đó ha, đây là cửa đi và cửa sổ nằm trong khoảng này. Đó. Sau đó cái này nè thì mình sẽ push and pull, mình đẩy vô. Ha, mình đẩy vô. Ha, mình đẩy vô tầm 200. 200 sau đó mình sẽ khoảng 100 thôi chứ, khoảng 100 thôi, khoảng 100, tường 100 thôi. Đó. Rồi sau đó chúng ta sẽ offset cái mặt phẳng bên trong ra, offset nè, phẳng bên trong ra, offset tầm 50, ha, 50. Sau đó thì chúng ta sẽ xóa cái nét ở dưới đi, xóa nét dưới đi là mình vẽ thêm cái nố thêm cái này nè. Ha. Rồi sau đó thì chúng ta mới push and pull, chúng ta đẩy cái mặt phẳng này ra nè, làm cái khung cửa ha, khung cửa. Rồi sau đó xóa mấy cái này đi. Rồi sau đó chúng ta lại chia đôi cái cánh ra, cái trung điểm chỗ này nè, nối lên đây. Ha. Sau đó thì chúng ta sẽ push and pull nữa. Cái này chúng ta có thể offset riêng hai hai cái khung cánh này sau này. Ok. À, chúng ta sẽ là push and pull tiếp. Đó, như vậy ha. Cái này nó mình lớn nhiều quá thì mình đẩy ra chút xíu, đẩy ra 50. Đó, đó thì cái này mình cái này là cái kính thôi. Ha, làm cái bao cửa như vậy ha. Rồi xem cái cửa sổ tương tự như vậy.
À, đẩy vô 50 thôi. Là đó là chúng ta là cái khung khung cửa. Đó, như vậy là làm cái cửa sổ như vậy ha. Xong rồi chúng ta gắn cái chất liệu vô thì mở cái này. Dù dùng có thể là dùng chất liệu ra cái này chúng ta bằng sắt cũng được, cái khung cửa này bằng sắt cũng được. Khung sắt. Ha. Khung sắt. Nó sẽ coi cái nào đẹp thì mình lấy ha. Thực ra ở đây nè nó có cái G dưới đây nè, nó có cái G ở đây nè, đúng ra là nó có cái G. À, án chừng ví dụ án chừng tên Evo là tầm 200. À. Đấy, này đó, ở đây là thông thường là người ta làm cái G ngay đây. Mình copy đi, copy cái cạnh này vô đi. Copy cạnh này vô là 200 nè. À, đó xong rồi cái phần bên trong này nè chúng ta có thể đẩy lên chút xíu, đẩy lên cái gờ nhẹ ở đây nè để mình chống nước á. Có thể ở đây người ta nếu mà nhiều nhiều tầng á thì người ta làm thêm cống thoát nước nè, ống thoát nước ở góc góc bên này nè, à, góc trong này nè để thoát nước nữa, nên làm cái gờ nhẹ ở đây một tí nha. Rồi cái vật liệu thì thay liệu vật liệu thông thường này. Ở đây thì người ta xài gỗ cũng được hay là kính hay là sắt cũng được, thông thường người ta xài sắt sắt để nó an toàn hơn đó. À, rồi bên trong này là kính glass, là kính ha, vậy ha. Đây, đó là cái khung cửa đi và cửa sổ thế này. Rồi cái phần trên trên cao này nè thì ví dụ là cái chúng ta có thể tận dụng nó làm cái sân thượng, làm cái sân thượng ví dụ chúng ta có thể làm một cái cột ngay đây nè. Tầm là 300. Đây 300. Sau nó bút sình vuông đẩy này lên trên cao nè. Thì nó nhảy này cao tầm nói chung là tầm mét tư. Tầm mét tư. Mét 2 thôi, tầm mét 2 thôi đây. Rồi
Như tương tự như vậy chúng ta copy qua cũng được. Rồi ở đây nè chúng ta sẽ làm cái tường ở đây nè, bộ cái cạnh này vô tầm 100, rồi từ đây đến đây là tầm 1 mét nha, tầm 1 mét đây, đây. Rồi sau đó mình push and pull, mình đẩy này qua. À, mình làm cái sân thượng bên đây, phần bên bên đây cũng vậy, mình cũng lấy từ đây qua là tầm 100, lên đây tầm 1 mét nó vào đây, rồi mình đẩy vào đây. À, rồi bên đây thì mình copy đi cho nó nhanh. Cái gì vậy? Sao? À, chúng ta làm sân thượng như vậy ha. Rồi cái phần phía trước này nè thì chúng ta có thể dùng cái dạng đúc, đúc ngang như vậy luôn, đúc ngang qua xong chúng ta trang trí chút xíu, ví dụ cái này qua đây cũng là 100, à, lên đây 1 mét. Rồi cái phần bên đây nè chúng ta có thể trang trí, ví dụ như là mình khoét một cái lỗ bên đây, khoét cái lỗ bên đây, hoặc là mình làm sắt cũng được, sắt bên dưới copy lên. Mấy phần bên hông bên này, ví dụ là bên đây chúng ta khoét cái lỗ,
từ trên xuống 250. 250 thì ở đây là chúng ta vẽ hình chữ nhật cho nó, hay là vẽ một cái line ví dụ từ đây xuống, rồi ta copy từ đây qua tầm là 150 chẳng hạn ha, 150. Rồi, cái này là ta tiếp tục copy qua làm 300. Năm trăm ha, rồi nhân cho 20 lần, nhân 20 đó, chúng ta gõ nhân 20 lần thì nó sẽ nhân lên cho mình rất nhiều lần như vậy ha. Cái nhà này tới 15 mét lận cho nên nó dài. Thì cái này á, mình có thể khoét mấy cái lỗ ở đây nè, khoét mấy lỗ bên đây. Đó thì chúng ta như là trang trí cái kiểu này nè để nó gió nó lưu thông được á, mà thường thường cũng không cần thiết là phải kín hết à, rồi ta chịu khó ngồi xóa mấy cái này đi à, dạng vậy đó ha. Thì bên đây cũng vậy luôn ha. Ví dụ xa quá thì ở đây chúng ta phải làm thêm một cột này nữa nè, là thêm một cái cột này nữa để giữ lại ha, 15 mét có thể dài hơn cái cột này nữa ha. Rồi ở đây mình có thể trang trí, người ta có thể dùng khoét cái lỗ bên đây để làm thêm. À, ví dụ vậy ha, chúng ta trang trí lên cho nó bên này tương tự như vậy nè, làm bên đây à, rồi trên mỗi cái này này chúng ta đặt, có thể làm cái đèn á, là cái đèn để mình trang trí cái này nè, buổi tối thì bốn góc nhà sẽ sáng lên à, nó sẽ trang trí lên, nó sẽ sáng lên cho mình đó. Thì đây cách thực hiện cái phần sân tạo, phần sân thượng nè nha. Rồi thì đây là cách làm như vậy nha, thì bạn nào chưa chưa làm á thì hoàn thiện cho thầy đi nha. Rồi, thầy lưu cái phần này lại nữa.